Hello, children. How are you today? I am great, thank you. Good job, children. Let's sing On and Under by song. On in under by, on in under by, on in under by, where is the spider? On! On in under by, on in under by, on in under by, where is the spider? In, on in under by, on in under by, on in under by, where is the spider? Under. Spider. By. On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by. Bye-bye. Take out your student book. Page 14. Unit 2. Our New Things. Lesson 1. Listening 16. Listen and point. Table. Computer. Coat hook. Pencil case. Board. Computer. Board. Table. Coat hook. Pencil case. Listen and repeat. Table. Computer. Coat hook. Pencil case. Board. Listening 17. Listen and chant. Table, table, table. Computer, computer, computer. Coat hook, coat hook, coat hook. Pencil case, pencil case, pencil case. Board, board, board. Part 3. Listen and read. Look at the picture. Listen and answer. Cô chào các em. Ở phần này, các em quan sát bức tranh, lắng nghe câu hỏi và luyện tập tự trả lời câu hỏi nhé. Nếu em không trả lời được, thì sau đó cô sẽ có câu trả lời gợi ý cho các em. What are these? These are new tables. What are these? These are new chairs. What are these? These are new coat hooks. What is this? This is a new board. What is this? This is a new computer. Is this a new teddy bear? No, it isn't. What is this? This is a new pencil case. Well done, children. Now, please watch the story. Look, these are your new tables and chairs. Those are your new coat hooks. Animals! That is our new board.
And this is the new computer. Look! Wow! Do you like our new things? Yes, we do! And is this a new teddy bear, Rosie? No. This is my new pencil case. Look! New pencils and pens. Lesson 2. Grammar. Page 15. Listening 19. Listen and say. This is the new computer. That is a new board. These are new tables. Those are new coat hooks. One computer. Near. We use this is the near computer. Một vật ở gần. Các em dùng cụm từ this is the new computer. Dùng cụm từ this is. One board. Ở xa. Các em dùng cụm từ that is. That is the new board. Two tables. Hai vật trở lên, nhiều vật. Các em dùng cụm từ these are new tables. Nhiều vật ở gần. Dùng cụm từ these are. Many coat hooks. Nhiều vật ở xa. Các em dùng cụm từ those are. Those are new coat hooks. Park tray. Look at your classroom. Point and say. Nhìn vào lớp học của con, chỉ tay và nói. Nhưng mà các em đang ở nhà, vậy thì các em hãy nhìn xung quanh nhà mình và chỉ tay vào các vật ở trong nhà mình và nói nhé. Chairs, pencil case, board, table, coat hook. Các em sử dụng mẫu câu this is, that is, these are, those are. Để nói cho người thân của mình nghe nhé. Các em bấm dừng video để luyện nói. Sau khi nói xong thì các em bấm tiếp tục. Part 4. Write this, that, this, those. Phần 4. Viết this, that, this, those vào chỗ trống. Các em quan sát bức tranh, sau đó quan sát vật đó là ở gần hay ở xa, và là nhiều vật hay ít vật, và lựa chọn điền từ this, that, this hoặc those cho chính xác nhé. Các em bắt đầu làm vào sách. Các em bấm dừng video để làm bài tập. Lesson 3. Song. Page 16. Listening 20. Listen and point. Poster. Picture. Drawers. Drawers. Poster. Picture. Listen and repeat. Poster. Picture. Drawers. Part 2. Listen and sing. Các em cố gắng hát theo bài hát này nhé. Listening 21. Listen and sing. What's in the classroom? What's in the classroom? Let's have a look. Posters and pictures and work in a book. What's in the classroom? What can you see? Drawers and a board for you and for me. What's in the